Ngày 10 tháng 5 tại xã Ekiet, huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng máy phát điện, máy bơm nước và đồng phục cho điểm trường Buôn Hờ Mông, trường tiểu học Mạc Thị Bưởi. Điểm trường Buôn Hờ Mông là một trong hai điểm trường của trường tiểu học Mạc Thị Bưởi, nằm trong lõi rừng xã Ekiet. Nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Hờ Mông, di cư từ các tỉnh phía Bắc đến từ những năm 1990. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tại điểm trường có gần 150 học sinh, nhưng cơ sở vật chất quá thiếu thốn. Vì vậy, báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến tận nơi, hỗ trợ thêm cơ sở vật chất, với mong muốn động viên các thầy cô giáo, các em học sinh vượt khó. Nhà báo Nguyễn Nhật, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, ngoài công tác chuyên môn, một nhiệm vụ quan trọng của báo là công tác thiện nguyện được triển khai trên cả nước, giúp được nhiều người, nhiều hoàn cảnh. Trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm, đồng hành hỗ trợ các công tác thiện nguyện ngành giáo dục của huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung. Cũng tại buổi lễ, ông Tống Duy Trương, phó trưởng phòng tổ chức hành chính báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện công đoàn báo Sài Gòn Giải Phóng, trao tặng 3 triệu đồng cho công đoàn trường tiểu học Mạc Thị Bưởi để hỗ trợ công tác giảng dạy của trường.